quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức của chúng tôi và sau đây trở lại phần tin Việt Nam do xứ người viên Phương Nị thực hiện. Vào ngày 9 tháng 5, chính quyền Cộng sản xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cho biết hai người bị thương trong vụ sét đánh đã về nhà. Tiếp đó khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, mưa lớn kèm sấm sét bất ngờ xảy ra tại xã Hưng Trạch. Một nhóm người đang đào huyệt mộ ở khu vực nghĩa địa cùng quanh thì bị sét đánh trúng. Hậu quả ba người tử vong tại chỗ là Trần Văn Diệu, 43 tuổi, Trần Văn Thiên, 41 tuổi, Trần Xuân Vĩnh, 29 tuổi. Ba nạn nhân này là họ hàng với nhau. Hai người khác bị thương là Lê Đức Anh, 26 tuổi và Trần Văn Thái, 29 tuổi. Cả hai được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sông tiếp tục sạt lở, nhiều nhà dân bị chìm tại An Giang. Có 6 căn nhà sạt lở xuống kênh khiến người dân hoảng sợ bỏ chạy. Vụ sạt lở mới nhất xảy ra vào ngày 8 tháng 5 tại xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Chính quyền Cộng sản xã Phú Hữu cho biết, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 80 mét, làm 6 căn nhà sập và 2 căn phải di dời, gây thiệt mạng khoảng 30 triệu một trên một căn. Nguyên nhân vụ sạt lở được cho là do thủy triều xuống thấp và biến đổi khí hậu. Trước đó ở An Giang cũng xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 16 căn nhà bị chìm xuống sông. Theo chính quyền Cộng sản tỉnh An Giang, hiện tại tỉnh này có 51 đoạn sạt lở với tổng chiều dài 162 km, ảnh hưởng trực tiếp đến 20.000 hộ dân. Truyền thông Cộng sản cho biết, cơ quan chức năng địa phương và Trung ương Cộng sản đã đến thị sát hiện trường để quan sát. Và nay lại xảy ra vụ việc nhà dân sạt lở xuống sông. Trong nhiều ngày qua, người dân xã Thuận Yên phát hiện nhiều loại cá tầng nước mặt như cá sơn, cá suốt, cá bóng, tôm, cua, ghẹ và cá ở tầng nước đáy chết nổi trên bờ biển thuộc huyện này. Ngoài ra, theo Hợp tác xã Cộng sản Thuận Yên, trong suốt 3 ngày qua và khoảng 50 tấn nghêu do người dân nuôi sắp đến ngày thu hoạch nhưng cũng đột nhiên chết. Liên quan đến môi trường, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối trên các ao hồ, đồng ruộng, khu công nghiệp Quán Ngang, tỉnh Quảng Trị hiện nay gây ảnh hưởng cuộc sống khiến dân chúng địa phương hoang mang. Tin tức vào ngày 9 tháng 5 cho biết đây không phải là lần đầu tiên cá chết gần khu công nghiệp này, nên người dân lo ngại rằng nguyên nhân là do nước thải từ khu công nghiệp. Cá chết nằm la liệt và người dân vẫn chưa thu gom, gây mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Người dân nói rằng từ khi có khu công nghiệp là hiện tượng này xảy ra, người lội xuống ruộng cũng bị ngứa và trồng lúa thì năng suất không cao, thu hoạch toàn hạt lép. Kính thưa quý vị, sinh con thứ ba bị buộc phải nộp 2 triệu đồng mới có giấy khai sinh tại Nghệ An. Vào ngày 9 tháng 5, anh Trần Khoắc Đạt, 33 tuổi cho biết, một ngày trước có tới phường Vinh Tân, tỉnh Nghệ An làm giấy khai sinh cho con trai thứ ba. Tại đây anh Đạt được nhân viên phụ trách dân số Cộng sản thông báo về quy định tự nguyện đóng 2 triệu đồng thì mới được nhận giấy khai sinh. Để có giấy khai sinh cho con, anh Đạt đành chấp nhận đóng tiền và ký vào bản cam kết với nội dung tự nguyện đóng một khoản phí ít nhất 2 triệu đồng cho Ban Dân số Kế hoạch hóa Cộng sản để góp phần đầu tư cho lĩnh vực này của địa phương. Nói là tự nguyện nhưng sao lại ràng buộc phải đóng tiền thì mới được nhận giấy khai sinh. Anh Đạt bày tỏ bức xúc. Theo chính quyền Cộng sản phường Vinh Tân cho biết, không riêng gia đình anh Đạt mà tất cả các gia đình sinh con thứ ba trở lên khi làm giấy khai sinh đều buộc phải tự nguyện đóng khoản phí 2 triệu đồng. Vào khoảng 9 giờ ngày 9 tháng 5 tại thành phố Hoa Kỳ, Quảng Nam và tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều người dân ghi nhận quanh mặt trời có hình tròn màu sắc phía trong tối. Thời tiết hai nơi này đều nắng nóng. Hiện tượng lạ xuất hiện vào lúc 9 giờ đến tầm trưa, mặt trời lên cao, vòng tròn vây quanh to hơn và nhìn thấy rõ hơn. Anh Nguyễn Văn Hoàng ở Tam Kỳ cho biết, nhiều người thấy lạ cũng dùng điện thoại chụp quay lại hình ảnh và đến 13 giờ vòng tròn quanh mặt trời biến mất. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Cộng sản tỉnh Quảng Nam cho biết, đây là hiện tượng quang học quần mặt trời. Nó xuất hiện khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây và bị khúc xạ, tán xạ bởi những tinh thể bằng li ti cấu tạo lên đám mây. Vòng tròn quanh mặt trời có màu sắc như cầu vồng, hiện tượng này được cho là bình thường nhưng hiếm gặp. Nó báo trước khả năng thời tiết nắng nóng xảy ra trong thời gian tới, đại diện Trung tâm Khí tượng Thủy văn Cộng sản nói. Kính thưa quý vị, bà chủ bán bánh mì bị vỡ hụi bạc tỷ tại Bình Định. Sáng ngày 8 tháng 5, nhiều người dân đã tập trung trước nhà bà Nguyễn Thị Thanh Quê, 38 tuổi, thuộc xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, Bình Định, để đòi tiền hụi. Nhưng ngôi nhà tầng 2 đã khóa cửa sắt, bên trong không có người ở, điện thoại bà Quê thì không liên lạc được, khiến nhiều người lo lắng và một số người đã dập phá bên ngoài ngôi nhà. Theo người dân địa phương, bà Quê bán bánh mì và nước mía tại chợ Gò Bồi, xã Phước Hòa,
là một chủ tiệm hụi liên xã từ nhiều năm nay, tham gia dây hụi này có nhiều người mua bán khắp nước, khắp nơi trong huyện với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Chính quyền cộng sản xã Phước Hòa cho biết khi nhận tin báo một số người đang đập phá nơi của gia đình bà Quê đã đến can thiệp và hướng dẫn cho bà con làm đơn tố cáo. Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin trong ngày hôm nay. Phương Đi và Tuyết Nhi xin mến chúc quý vị có một ngày thật hạnh phúc bên gia đình.